Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay em lại có một chiếc xe với thời tiết mùa thu Hà Nội trở về và cái cơn gió mùa đông bắc lại trở về, vì đây là cái chiếc xe mà áo ấm mùa đông. Những chiếc xe trong thời điểm hiện tại là mưa gió cũng như là thời tiết nay thay đổi, mai lại mai đổi. Và hôm nay Hà Nội thì lại có cơn gió mùa đông bắc, thực sự là lạnh anh em ạ. Đấy, còn anh em Sài Gòn thì chắc giờ này vẫn là nóng. Nhưng hôm nay em sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một chiếc áo mùa đông, đó là Matiz. Và Matiz SE con này thì thuộc dạng hàng hiếm. Đây nhá, quay đây cho anh em này. Hàng hiếm bởi tại sao? Thì xin giới thiệu với anh em, đây là cái chiếc xe Matiz SE hàng Color Super, biểu tượng SE hiếm con, nó còn cái biểu tượng này anh em nhé. Và cái chiếc xe này nó độ đây, Polo là nó cái bản ba bô lê, ốp ba bô lê và ốp thân cửa nó zin tuyệt đối, và đặc biệt la răng anh em nhé, một bộ la răng đúc quanh xe. Và cái chiếc xe này thì cam kết là một cái mẫu xe gia đình, không taxi, dịch vụ một ngày, tư nhân một chủ từ đầu. Và đặc biệt thì cái chiếc xe này nó hàng hiếm các bạn nhé. Đây, anh em nhìn này, cái đèn nó zin và nó đẹp như thế nào đây, Marenkodia. Đấy, Marenkodia. Đó anh em nhé. Và đèn xịn, mọi cái nó còn nguyên bản, chưa mất một phân keo chỉ nào. Đây, đặc biệt anh em nhìn đây nhá. Đó, giới thiệu này. Đây, bản SE đây anh em nhé. Hai bên mà nó còn một cái chữ SE như này thì đố các bạn hiếm cực kỳ. Cực kỳ là hiếm anh em nhé. Và cực kỳ là hiếm luôn. Đây anh em nhìn. Đây, xem này. Rồi, cái chiếc xe mà quý vị và các bạn nhìn này, nó còn nguyên cái tem cửa các bạn nhé, nó còn nguyên tem cửa đẹp như này, ổ khóa vàng ươm anh em nhé. Máng nước của xe nó còn nguyên bản sơn đấy anh em nhìn này. Đấy, nó đẹp không đó. Vô lăng củ số anh em nhìn đây, xoay vào đây, xoay gần vào đó, vô lăng củ số đẹp không anh em nhé. Đó, vào đây củ số đấy, xoay sát vào đấy nhá. Và nếu anh em nào chơi kỹ, xoay đây cho em, ghế của xe nó còn nguyên nỉ anh em nhé. Đây, trong này nó nguyên nỉ anh em nhé, anh em muốn bóc ra đây nỉ đây. Và trần đây anh em nhé, mới tinh anh em nhé. Đó anh em này, đó đây, xoay đây. Đấy, và cái chiếc xe này thì đây, toàn bộ xe nó còn nguyên bản keo chỉ. Và đằng sau đây anh em quay hình thức đằng sau. Đấy, quay tổng thể cho anh em quan sát một chiếc xe cực kỳ hiếm, bản ba bô lê rồi là cua lốp rồi bao ốp, cái option của xe nó khác hoàn toàn với những cái chiếc xe bình thường anh em nhé. Đó, vào đây thì anh em quan sát này, toàn bộ xe thì quý vị và các bạn quan sát cho em là toàn bộ xe rất đẹp. Đây anh em này, là rằng này, một dàn anh em lưu ý nhé, một dàn lốp mới anh em lưu ý này, một dàn lốp mới 4 quả anh em nhé, 4 quả mới tinh. Đây là tờ rồng, nó còn dày dày từng này cơ mà anh em, thì đến bao giờ anh em đi cho hết cái chiếc xe này nhé. Đó, và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe đẹp. Đây, đấy, anh em nhìn này, ổ khóa đây, vàng ươm anh em nhé. Đó, và các bạn quan sát này, tổng thể một chiếc xe nó đẹp và nó zin, ổ khóa bản nề thì các bạn quan sát này, đẹp chấm hết cho khách hàng. Và cái chiếc xe này không dịch vụ, không taxi, là cái bản SE quý bạn nhé. Là bản SE tại sao? Và bản SE Color là thứ nhất, nó là trợ lực lái cũng như là kính điện, là hai kính trước, là cái bản xịn. Và bản Color thì quý vị và các bạn lưu ý là cái dòng này, bản Color là nó khác biệt so với cái bản thường, nó rơi vào tầm một tạ các bạn nhé. Bản Color là 790 mấy km ấy, kg. Thì cái bản SE này thì các bạn lưu ý này, cái bản SE này là bản SE Color thì nó rơi vào tầm khoảng độ hơn 8 tạ các bạn nhé. Đó, hơn hàng trăm kg so với chiếc xe bình thường các bạn ạ. Đó, thì cái chiếc xe là hiếm cực kỳ luôn các bạn ạ. Đấy anh em nhé. Và cái chiếc xe này nói thật với quý vị và các bạn, nó thuộc dạng hàng sưu tầm. Đặc biệt cái màu, màu đồng, gọi là cái màu cà phê. Đó, cái màu đồng này thì nói thật với quý vị và các bạn, đẹp chấm hết cho khách hàng. Nếu khách hàng nào yêu thích cái mẫu là xe Matiz, một bản đặc biệt là đẹp, bản đặc biệt là đẹp, em nói là bản đặc biệt là đẹp các bạn nhé. Thì đây là cái chiếc xe mà hiếm có để dành cho khách hàng yêu thích cái chiếc xe đẹp. Và nói thật với quý vị và các bạn, cái chiếc xe này là mình bán một con, các bạn lưu ý là các bạn có nhớ cái con Vios 203
mà đẹp phải nói là ngất ngưởng nhất thành phố Hà Nội luôn. Thì con xe này mình đại đổi lại của một bạn, đó là ở Thái Bình, bạn chuyên chơi xe đẹp và xe cổ. Thì đây là cái chiếc xe mình đổi lại cái chiếc xe đấy để lấy con xe kia. Và con này thì nguyên cái tiền mình đổi cho người ta và lanh quanh thì bây giờ mình dọn lên thì nó rơi vào, nếu anh em nào có xu nhu cầu sở hữu cái chiếc xe này thì cái cửa tiền thì nó rơi vào tầm ngoài 60 các bạn nhé. Nó rơi vào tầm 68 triệu nếu bác nào mà yêu thích chơi xe đẹp. Đấy các bạn nhé, các bạn lưu ý này, nếu bác nào yêu xe đẹp các bạn này, mọi cái thì em cam kết cho các bạn là độ zin, độ đẹp của một chiếc xe. Anh em nào mà chưa kỹ thì anh em lưu ý này, anh em về anh em lưu ý nhá. Lê ơi, em sẽ cho các bạn kiểm tra. Anh em này, đó, đẹp chưa anh em? Đó, lỉ đây các bạn nhá, lỉ zin tuyệt đối đây. Đây, lỉ đây nha các bạn nhá. Đấy, và trong này đây, trong này lỉ zin này anh em này. Đấy, cái ghế này lỉ zin nhá các bạn nhá. Đấy, trong này vẫn còn nguyên lỉ này. Đấy, anh em lưu ý này. Nếu anh em nào mà chơi kỹ về anh em cứ tháo ra cho em các bạn nhá. Anh em cứ tháo ra cho em. Và cái chiếc xe này anh giữ xe thì nói thật với quý vị của các bạn, còn giữ hơn cả vợ. Em nói anh em nhé, anh giữ còn hơn cả vợ cơ. Và anh lên đổi xe thì mình thực sự thấy cái sự chăm chút của chủ xe yêu quá, mà mình cũng đã đổi lại chiếc xe đẹp kia cho quý vị các bạn. Đấy, cái biển này là biển của thành phố Tuyên Quang anh em nhé. Đó, rồi em sẽ cho các bạn kiểm tra và cảm nhận một chiếc xe nó đẹp thì quý vị sẽ cảm nhận được cái chiếc xe này nó đẹp như thế nào. Đấy, những chiếc xe đẹp này nói thật với quý vị và các bạn là em rất thích xe đẹp. Hỏi bác nào mà cứ có xe đẹp trên mọi miền Tổ quốc mà cần nhu cầu cần đổi xe nâng cấp, kể cả xe cổ đời chín mấy hoặc tám mấy mình cũng mua các bạn, là nhưng quan trọng độ zin, độ đẹp để dành cho chiếc xe đẹp này mình sẽ mua với giá cao nhất cho khách hàng. Các bạn quan sát này, ổ khóa là vàng ươm, keo chỉ zin 100% anh em nhé. Và đặc biệt con này máy gầm thì em nói thật với các bạn đi sướng 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 thôi rồi các bạn ạ. Tội gì mà các bạn phải sở hữu một chiếc xe máy nhỉ? Đấy, một chiếc gọi là Everest thôi, mình nói chưa nói là SH các bạn nhé. Thì các bạn sở hữu ngay chiếc này cho em, tội gì các bạn ơi. Đấy, xe nó đẹp đây các bạn này. Đấy, cái này của nó vẫn còn zin đây các bạn nhé. Đây quả dự phòng đây các bạn này, bác chủ bác rất cẩn thận đấy anh em nhé. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Đó, là rằng đấy. Đấy các bạn nhé, chưa một tí mục mọt nào, các bạn lưu ý nhé, chưa một tí mục mọt nào sàn anh em nhé. Và đẹp như này anh em này, đây là chiếc xe đáng để cho các bạn mua, đáng mua, đáng dùng, đáng chơi, dễ sửa chữa và một chiếc xe đẹp dành cho khách hàng. Thì đây là cái chiếc xe mà quý vị và các bạn lưu ý là đẹp tuyệt vời, chưa một dính tí sơn nào vào đây các bạn nhé. Đấy, đẹp nó phải thế các bạn nhé. Và biểu tượng mặt tít nó còn nguyên và biểu tượng DU nó còn zin, và kính trước kính sau của xe nó zin tuyệt đối cho khách hàng. Và đèn đỗ, đèn dừng, đèn phanh trên cao nó đủ hết các bạn nhé, không mất một cái nào. Đấy là một chiếc xe nó đẹp thì nó phải như vậy. Và đây thì quý vị và các bạn quan sát một chiếc xe như này, gầm của nó đây, bác chủ bác chăm chút đây các bạn này, gầm đây. Đấy, bác còn sơn cả cái thanh gầm này đây các bạn nhé. Đấy, đẹp không các bạn, quá đẹp cho một cuộc tình mà người ta giữ được chiếc xe như này thì nói thật với quý vị và các bạn nó không phải đơn giản các bạn ạ. Đây, toàn bộ xe bên trong là còn zin nguyên bản hết các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn lưu ý bên trong nguyên bản hết. Đó, phần gầm các bạn, đáy gầm đấy, đáy ba bô lê này. Đấy, một chiếc xe nó còn đẹp như thế thì quý vị các bạn là đi đến bao giờ cho hỏng luôn, em nói với các bạn nha. Đấy, đây thì em sẽ quay tiếp bên này cho các bạn này, đến bao giờ cho nó hỏng luôn các bạn nhá. Đấy anh em nhìn này, gầm toàn bộ gầm xe thì đã được phủ gầm anh em nhé. Đấy, phủ gầm là chống ồn ở hai cái cua lốp này thôi các bạn nhé, nhưng còn mọi cái nó vẫn còn nguyên bản hết anh em nhé. Đấy, và em sẽ đóng lại quay tiếp cho quý vị và các bạn. Với hình thức bên ngoài thì quý vị và các bạn quan sát nước sơn của xe thì không chê vào đâu được các bạn, đẹp đấy anh em nhé. Cái phần ba bô lê, phần cua lốp, mọi cái của xe nó còn đẹp như này. Đấy, em giới thiệu cho các bạn này, hiếm có chiếc nào còn đẹp như này các bạn nhé. Đấy, keo chỉ thì zin 100%. Các bản SE xịn thì bao giờ là quý vị và các bạn lưu ý là cái tay mở là trang bị mạ inox các bạn nhé. Đây, trang bị inox kết các bạn nhé. Đó, đây các bạn nhìn này, zin hết các bạn nhé. Đấy, từ ổ khóa màn nền keo chỉ zin 100%. Đấy, một chiếc xe còn đẹp như này. Và đặc biệt thì không dịch vụ, quý vị lưu ý nhìn cái tắp lô có đáng yêu không. Đấy, phần tắp lô tắp ly các bạn này có đẹp như này các bạn nhé. Đó,
Bác nào mà chơi con này gọi là hàng sưu tầm anh em nhé, hàng sưu tầm để các bạn chơi chơi kỹ tính các bạn nhé, thì các bạn mua con này đó, các bạn mua con này cho em đây các bạn này. Ấy bác nào mà thích xe đẹp, các bạn là ghế thì thích bóc ra nhá, thì được cái ghế như này đẹp, con xe đẹp lung linh. Nhưng mỗi cái là em bóc ra thì quý vị và các bạn mua về, nếu có nhu cầu nó sạch thì các bạn lại phải bọc, như em để nguyên các bạn chơi thì các bạn bọc ra các bạn nhé. Đây ổ khóa đây rồi các bạn này. Đẹp zin tuyệt đối cho quý vị và các bạn nhé. Về phần cột kèo thì em không bóc các bạn nhé, tí nữa em sẽ bóc đại diện một tí thôi. Toàn bộ sơn trong đây các bạn, nó zin hết rồi, zin hết rồi, zin hết các bạn nhé. Đấy đủ nhựa tươi đẹp tội rồi giói nè các bạn này. Đấy đây em sẽ bóc một tí cột kèo keo chỉ để cho các bạn kiểm tra. Ui chùi, ui chùi, đẹp chưa các bạn, đỉnh đố của nó từng ni từng tí này. Đấy từng ni từng tí của nó đẹp chưa các bạn, đây mới là một chiếc xe đẹp các bạn nhé. Bản thân em là chơi nhiều ma típ, chơi rất kỹ đấy, cho nên khi anh ấy có những nhu cầu nhã ý là gợi ý là muốn đổi chiếc xe này thì em đã thích rồi các bạn ạ, em đã thích rồi, bởi vì xe nó đẹp thì em rất yêu, đổi giá cao nhất. Và tuy rằng chiếc này em về kể cả em sửa và em khi em đổ anh và em sửa và em dọn lên nó rơi chênh vào 10 triệu so với lúc em đổi của anh ý, nhưng em vẫn thích các bạn nhé. Đấy cho nên em vẫn thích các bạn ạ. Cho nên bác nào mà thực sự là yêu thích cái chiếc này, để các bác có tuổi hoặc đưa đón cháu, hoặc là các bạn là mới lái, hoặc các bạn là chơi những dòng xe đẹp kỹ tính, thì đây là chiếc xe đáng để cho các bạn quan tâm nhé, đáng để các bạn quan tâm luôn, em nói thật với quý vị các bạn luôn. Bạn nào mà quan tâm cái chiếc này thực sự là xe đẹp thì các bạn liên hệ cho em ngay để sở hữu xe. Và bây giờ thì em sẽ lổ máy để em cho các bạn kiểm tra. Đấy các bạn nhé, em sẽ lổ máy để cho các bạn kiểm tra luôn. Máy cực kỳ ngon anh em nhé, máy rất là ngon luôn. Bác nào mà yêu thích cái dòng này đấy, để em bật thử đèn pha cho các bạn kiểm tra này. Một chiếc xe này đèn này rất là sáng nhé. Đấy các bạn nhìn này, bởi chiếc sau thì quý vị và các bạn quan sát là cái xe này nó đèn nó sáng như này, vì xe xì đèn xịt là một này, thứ hai là xe nó ít dùng cho nên đi đêm, cho nên là xe nó còn đèn đẹp như này các bạn nhé. Đấy bác nào nhìn này, yêu luôn các bạn ạ. Vào đây thì em sẽ cho các bạn kiểm tra cái chiếc xe này nó đẹp như này. Các bạn quan sát từ cái cabo của xe nó còn đẹp như thế này các bạn nhé, hiếm có chiếc nào mà còn đẹp như này luôn, em cam kết cho các bạn luôn, một chiếc xe Matiz mà còn cabo như này các bạn nhé. Các bạn quan sát là từ cái tai đèn của xe, nếu một chiếc xe đẹp thì chúng ta quan sát này, từ cái ốc này của xe là nó phải Matiz, là phải ốc này. Đấy ốc này các bạn nhé, đấy ốc vít các bạn kiểu này đó các bạn, là Matiz đẹp. Đấy răng đầu của xe thì quý vị các bạn nhìn này, đó nhìn đẹp không, rồi các bạn nhé, đấy các bạn nhé, đó đây. Chiếc xe này thì hiếm có chiếc nào đẹp như chiếc này luôn anh em nhé, đó cực kỳ là ngon cho khách hàng bởi cái chiếc xe này. Các bạn lưu ý nhá, dòng Matiz ấy nó hay báo cái đèn check, đáng lẽ ở trên kia nó có cái đèn check ấy, là các bạn không cắm ở cái lọc gió này đây các bạn nhé, các bạn không cắm ở cái lọc gió này thì nó sẽ báo đèn check các bạn nhé, nếu các bạn cắm vào nó sẽ hết các bạn này. Đấy có lẽ đây em sẽ kiểm tra là nó hết hay không này, rồi các bạn nhé, để cho các bạn chơi những dòng này. Đấy thế các bạn thấy chưa, các bạn thấy hết chưa, nó báo cái đèn check lúc nãy đúng không, đấy em cắm vào phát hết ngay các bạn nhé. Nếu cái chiếc này thì nói thật với quý vị các bạn là em đã bán và đã chơi cái dòng này 10 năm về trước. Nếu anh em nào mà chơi mà cần tư vấn tham khảo, em sẽ cố vấn cho các bạn những chiếc xe như này. Đấy kể về sửa chữa hay tu duy bảo dưỡng những cái gì các bạn nhé. Thì đây là cái chiếc xe đáng để cho các bạn quan tâm. Và cái bản thân thì cái mẫu Matiz SE này thì nó là một trong những chiếc xe được trang bị động cơ là 0,8 dung tích xi lanh. Với chiếc xe được trang bị 3 động cơ là nó hoạt động với phương thức là kim phun điện tử và hoạt động qua mài hộp điều khiển trung tâm của xe. Và cái hộp điều khiển trung tâm thì nó là nhiệm vụ tức là xăng, nó kết hợp với lỗ và xăng thì nó được cảm biến qua hệ thống cảm biến trục cơ và hệ thống đánh đổ kim phun điện tử. Và cái chiếc xe này thì nó dạng là 0,8 dung tích xi lanh, cho lên ở mức tiêu thụ của xe thì không có đối thủ nào là vượt qua Matiz cũng như Spark, không đối thủ nào vượt qua Matiz Spark.
với mức tiêu thụ nhiên liệu quá ít. Và đây thì quý vị các bạn quan sát chiếc xe này nó còn đẹp như này, toàn bộ xe đẹp thì nó còn toàn bộ ốc này nó phải là ốc ốc lục giác các bạn nhé, ốc lục giác đấy các bạn, ốc lục giác nếu anh em là chơi kỹ chúng ta sẽ hiểu đấy anh em này. Và xe thì cam kết là không có hơi thừa, không đổ hơi anh em nhé, không có hơi thừa, không đổ hơi. Máy gầm thì con này không chê vào đâu được các bạn, thì sướng lắm, nó rít rít luôn. Nếu như con mà sở bắc mà ngon ấy, thì còn sánh được, nhưng mà tít này đi nó sẽ sướng hơn các bạn. Đây, máy này máy quá ngon luôn các bạn. Để kiếm được một chiếc Matiz mà máy ngon như này thực sự không phải đơn giản anh em nhé. Anh em nào mà quan tâm cái chiếc này thì các bạn alo lại cho em để sở hữu xe. Và có lẽ bây giờ em sẽ khép lại video ở một cái chiếc Matiz SE đời 2005 mang tên tư nhân, và cái giá là 68 triệu là cho anh em nào chơi xe đẹp. Đó, em nói là 68 triệu cho anh em nào chơi xe đẹp nhé. Và đây là cái chiếc xe mà nó lổ đây quý vị này, ra hơi nước mùa đông đây các bạn nhé. Hà Nội đang trở lại là thời tiết mùa đông thì đây, nó ra hơi nước và nó được nhỏ nước như thế này thì các bạn ạ, thì chiếc xe này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Em nói các bạn, nếu các bạn chơi kỹ thì các bạn sẽ hiểu cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đây là hiện tượng hơi nước chứ không phải là hiện tượng khói thừa, các bạn lưu ý nhá. Đó, Matiz và Sở Bắc thì nó thường thường như thế đó, anh em chơi anh em biết ngay đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Bác nào mà yêu thích cái chiếc này mà nó gì thì các bạn liên hệ cho em, máy gần thì chấm hết luôn. Và một lần nữa thì chúc cho các bạn nào nhìn thấy chiếc xe này sẽ sớm sở hữu được một chiếc xe đẹp, và xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin cảm ơn.